nó đúng đúng ha, được được thì lên mạng cho người ta biết để cãi cái vấn đề hành căn. Tại vì chú ít có khui lắm mà thấy mà những người nói sao mà nó kỳ quá, thành ra chú phải nói thôi. Bây giờ cũng kính thưa trên cộng đồng mạng vấn đề cái hành căn, để tôi giải cái hành căn cho quý vị nghe. Cái người hành căn đó, nó có nhiều phần hành căn đó. Thí dụ là hành căn đau bệnh, hành căn đi dơ dẫn, đó là cái phần thấp, hoặc là cái cửu quyền người ta à, vì hoặc là đau bệnh à, thì cái đó là đi hành căn, chứ cái phần đó phần nhỏ thôi. Còn còn nói cái giữ giới đó, với cái convent này đó, cổ đâu có tu mà cổ giữ giới, thấy chưa? Hồi xưa giờ cô nó có nghĩa là khi mà cái người xuất gia đó thì người ta xuất khỏi gia đình xã hội, người ta vô ta quy y, quy y là xuất gia. Một Phật tử nào cũng vậy, nếu có tu vào chùa thì người ta phải giữ ngũ giới, gọi là sát sanh tà dâm đó. Đó thì cô này có tu đâu, hồi nào đâu mà cứ nói rằng là phạm giới sao mấy ông ai có tu hay hiểu cái vụ này, mấy thầy cũng vậy đó. Người ta đâu có vô tu mà người ta giữ giới, mà nói rằng bây giờ gọi là tà dâm đi đó. Đúng không, đừng có ghép vào cái chỗ này. Mà cái cô này, cái căn điển này đưa xuống, nó đúng là đưa xuống. Bây giờ tôi không nói cái căn điển nó là của ai đó. Thì trong khi mà cái người này thì đúng ra nếu mà có người chân điển đi xuống thì người này hơi ngáo 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 rồi đó. Nên quý vị phải biết cái vấn đề này. Còn về mà đây là cái tu về vô vi, còn về sắc tướng thì không hiểu được cái này đâu. Đừng có đổ thừa rằng là sao không giữ giới, cổ có tu đâu mà giữ giới, phải chi cổ tu đó giữ giới đó vô quy y thì cái này là cổ sai, tại cổ biết mà cổ không giữ. Còn cái phần đó mà cái người mà tu có căn duyên hồi nhiều kiếp, nói thẳng là nhiều kiếp thôi, tu bên chánh pháp bên Phật, người ta lên người ta không có xưng hô, người ta rất bình tĩnh. Mà cái phần mà cái hành căn này nó rất nhẹ, nó không có gì. Thì trong khi đó cái người ta đã cũng phải tu, dù hàng tiên trở xuống phải tu hết, nó chứ không phải nói tu thành tiên rồi kiếp trước rồi kiếp này tôi không tu, phải tu luôn. Chỉ có hàng thánh như con cái là cũng phải như vậy, phải có một cái tinh thần hoặc là cái nguồn gốc hồi nhiều kiếp trước để tu, đúng không, là vẫn tu tiếp. Còn cái này thì đi soi bói cái chuyện con ven này sao không giữ giới phạm giới tà dâm, cái này là sai. Quý vị nào có tu thì nên hiểu cái vụ này, cô có phải không, cô kỹ coi cô này hồi trước đó có tu không đó. Nhưng cái chân điển này đưa xuống nó không có lâu à, quý vị cứ vậy đi, đừng có chấp quá. Chấp quá rồi nó tào lao tùm rum rồi mình tu không được nó, đừng có chấp à. Bây giờ phải xét kỹ thì hãy nói, đúng không, những người nào có tu người ta giữ giới mà chưa chắc giữ được chứ đừng có nói. Quý vị nào quy y rồi đó giữ giùm tôi đi, tôi yêu cầu năm giới quý vị giữ giùm tôi, ba giới hai giới thôi cũng được. Còn cái tà dâm này bây giờ tôi hỏi cũng là được nó, bây giờ trả lời là cái đó câu một, không có câu một thì không có câu hai. Quý vị quy y giữ giới rồi quý vị có trừ được cái ái dục không, tôi nói như đó thôi, đúng không. Cái phần mà bên xuất gia thì nằm cái khuôn của quy định của chùa rồi, xuất gia gọi là bỏ thế gian, đúng không à, bỏ thế gian gọi là tránh để mà tu sau này thành Bồ Tát hoặc hàng mà thượng cấp đó, thì phải bỏ thế gian này, đó là theo Phật. Còn mình có người thường tu đó thì người ta tu đạo làm người cũng phải giữ giới à, nó là đạo làm người, nhưng cũng không dễ dàng đâu.
nói giữ giới chứ cũng dính giới à, chứ không dính không có trọn vẹn đâu. Nó thành ra mới đừng có phiền trách mà móc cái chỗ ra là tại sao như vậy. Cô đâu phải là người tu. Bây giờ người nào tu lâu đời đó mà khi ra rồi nói pháp mà như nói cái pháp này thì không vị nào dám nói. Nếu tu lâu năm lâu đời chứ nữa, có thành đạo chứ nữa, cũng không dám nói cái như vậy. Chân điện ở trên đưa xuống chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, rồi ai hiểu hiểu thôi, chứ người ta không có nói nhiều. Bây giờ cũng như chú hồi đó, chú đi chùa chứ đi chỗ này chỗ kia, nói ai có khi kêu thầy chú ơi chú nói chuyện đạo cho con nghe đi, nó pháp cho con nghe. Tôi nói sao chú biết không? Cái câu danh thì nói tùy duyên, tôi thì cũng không nói tùy duyên, tôi nói là không rảnh. Tôi không đi nói tầm bậy đâu. Đó là vậy. Nói phải có người có duyên, có người hỏi để biết để tu thì nó nói. Còn cái thứ họ hỏi để nó chơi đó. Đưa chú nó có. Không được lăng kiền. Hả? Dạ nói đi thầy. Đi chú. Mình nói cái chuyện đạo á là mình không được cái lan truyền, khi đó Phật có nói tùy duyên tế độ. Nói đây cho cộng đồng nghe nghe. Tùy duyên tế độ. Điều thứ hai, Phật nói câu là ta chưa độ ai thành chánh quả bao giờ. Nói ngăn ngừa cho biết luôn. Tùy duyên tế độ mà không phải duyên sao độ. Thấy không? Rồi đi nói tùm lum tà la, có người nói sao, có nhiêu đó nói hoài. Rồi ta vậy đó. Quý vị muốn nghĩ sao nghĩ. Dạ. Tôi không có bên, mà tôi nói về cái phần căn. Phần căn. Dạ. Thì điều thứ nhất, phần căn này mượn, không có xuống lâu. Tôi biết trước mà theo lẽ của Duyên cũng phải nghĩ trước cái, mà cái phần này phải cho nghĩ trước. Như không đến cái mức này thì đâu có chuyện, như không sao. Dạ. Để cho cổ trả nghiệp này đi. Còn bây giờ thì người ta so bó, người ta nói sao nói chứ. Bây giờ còn cái chuyện gì, ví dụ trường tiền bạc thì nó khui ra gì đó đi. Trường nuôi vợ xong khui ra cho nó minh bạch. Còn không phải chú binh cô gen mà đừng có nói cái chỗ mà hành khán giả. Không? Hành khán giả có tiền hay không mà ngồi lê lết giữa đường quần hoài như vậy. Bây giờ người ta chú biết sao, trường nó cũng nó sao kê cái tiền trong ngân hàng rồi, với cái tiền mà đang xây nhà cho bà ngoại đó thì nó cũng sao kê hết rồi. Rồi bây giờ còn tin nói rằng câu là trường có vợ rồi nữa nè. Dạ không có, trường này đâu có đâu có đâu. Đó, bây giờ có người thọc vô đưa máy lên nghe, nói là tôi biết trường có vợ rồi. Đó, vợ thấy không? Ra luôn, công khai luôn đi. Dạ, nếu mà cái trường... gì nó ra cái nấy à. Nếu mà con người với con người nhau, giờ không vợ không chồng người ta có quyền chứ, tại sao ghét vô vào chỗ rằng là phạm giới? Dạ, tại vì chú biết sao không, có những anh em mà đồng nghiệp á đi xuống mà quay không được, thời gian đầu á thì quay được nhưng mà thời gian sau quay không được thì đâm ra nó ra gan tức ở gần trường. Dạ cho nên bây giờ nó làm đủ mọi cách. Không thì với cái xã hội bên ngoài có người những tu, người tu nói rằng tôi đọc kinh này đọc kia. Trời ơi, bây giờ vô tôi, bây giờ tôi nói đây, tôi thách quý vị đó, mấy vị tăng ở chùa hàng cao cấp bây giờ hành được cái pháp này là khó rồi, không dễ. Như còn nói rằng biết chữ không biết chữ, nó quý vị nhớ giùm tôi đi, mấy vị tăng bây giờ mà chữ nhiều đó, nói pháp này đi, bây giờ hỏi ngang là quý vị không nhớ luôn thì tại sao cô này lại nói được, thấy chưa? Còn tin không tin nó không quan trọng, tùy theo ai chánh ai không chánh thì biết. Đó, thì bây giờ tự suy nghĩ đi, quý vị có căn hay là tu lâu năm lâu thời cả đời tu chưa được đừng nói. Đó, bây giờ người ta xuống ta phóng, tôi biết rằng xuống phóng là phải tại thế giới đều biết mà, thì phải thăng mấy cái chân điện này, phải thăng thôi, còn cô này ở lại phải trả nghiệp cái đã. Nhưng điều có khi tôi cũng có muốn cái gì nè, như tôi không hứa. Chú ở đâu vậy? Chú ở đâu được? Dạ con ở Sài Gòn. Ủa, chú Trọc ở Sài Gòn hả? Dạ. Mấy hôm nay con đi với Cà Mau. À, có coi ở Cà Mau ngồi trên võng rồi. Dạ. Thì ý tôi thì tôi không hứa mà để cho sự này im lặng. Không?
thì cũng có thể là tôi đi về với nhà cô Vinh, mà nếu mà có sau này có gì tôi liên hệ với chú mình đi một chuyến. Thì cái này cũng gọi là tùy duyên đó. Phi xong xuôi vụ này để cho nó xong xuôi hết, để phiên cô Gen góp ý để tu lại thôi. Chứ còn cái phần này bây giờ không còn lộ nữa, không phải vì cái chỗ này mà mất đâu. Người ta làm như vậy để người ta rút quân, nghe không? Cái Phật pháp nó lạ vậy đó. Rồi bắt đầu để cho cô này có sám hối lo tu hay không. Nhưng cô này có rồi. Bây giờ chỉ nói đơn sơ là cô này hiểu rồi cái căn của người ta mà. Nó nếu được nhân viên về để trao đổi cô này vấn đề tu tập thì cái phần này có đeo hay không là lúc này đeo ngầm chứ không còn lộ lên nữa, nghe chưa? Rồi chừng nói ai không biết, cái chừng biết đâu mà nói cô Tâm khi cô làm bệnh cô giúp người cái lợi năng lý thôi, mình nói cái đơn gì đó. Còn nói cái phần căn tùy theo căn, chứ mỗi cái đủ thừa căn. Quý vị nói căng chứ cổ đâu có nói căng. Mà cổ đâu có nói cổ thành Phật đâu, cổ đâu phải là Phật. Vậy mà sao đi ghim vào cái chỗ thì cố chấp mà nói không đúng. Nó là vậy. Khi nào có xưng ta là Phật đó, ta là Bồ Tát đó, thì cái này có quyền nói. Nếu ai xưng là bị xẹp, xưng là giả. Khi người ta trong cái người tu chánh đạo, chánh pháp thì người ta có căn duyên, người ta tu nè, học nè, hành nè, luyện luôn. Thì cái người luyện đó là cái người này không có vợ, không có có ai dục ngay cái lúc luyện. Nó là ngay cái lúc luyện. Thành ra quý vị có biết không? Nó có biết đâu, cứ nói không bề ngoài mà nói chưa xong. Dạ, tại nhiều chú biết sao, có nhiều nói là thầy mà tu tại gia đó giống như chú vậy đó, là gọi điện cho con nói là ven đang mà hành căn á thì không thể nào mà yêu chuyện yêu đương này nọ, mà thật sự không biết là cái chuyện câu chuyện đó con không có hiểu gì nhiều. Theo chú là nói đúng. Là có đúng hay sai hả? Thì bây giờ để tôi nói luôn, cái những người này nói dụ mà hành căn không yêu đương. Khi mà quý vị tu có căn duyên nhiều kiếp luôn nha, bây giờ trở lại quý vị tu tập không phải 5, 10 năm, 20 năm mà thành đâu. Nhưng có một điều là phải học kinh nè, giữ giới nè. Như thường đó là bên cái đạo Phật nói chung là như vậy. Nếu mình tu vào chánh pháp có hộ pháp độ, không cho gần đàn bà. Nghe không? Cái ái dục này nó giảm có thể 80-90%, lúc đó không còn ham muốn đó. Còn bên xuất gia thì mình không nói rồi, xuất gia thì cái vụ này mấy ổng giữ giới rồi. Đó là cái phần nó là tại sao tu mà có vợ có chồng thì bần thấp quá, ta phải có chứ. Còn phần lớn là có hộ pháp theo, họ án tử cái chỗ này. Không cho tình dục mà nhiều nha. Nó là vậy. Chứ đừng có đi so mấy thầy ở chùa, thì mấy thầy ở chùa khác còn ta còn tóc mà. Khi nào người ta xuất gia, người ta mặc áo đạo thì chuyện có thể nói. Chứ tu vợ chồng đâu có ai cấm cản là tu có vợ có chồng. Thấy không? Nói vậy ta bỏ hết sao? Nó bây giờ quý vị cứ nghe rằng người có tóc khi tu mà bỏ vợ đó, bỏ chồng đó, là cái căn duyên người này nằm chánh đạo, không cho hộ pháp, không cho gần cái vấn đề ái dục. Đó, hoặc là người ta không còn thích nữa. Nó còn bên xuất gia thì cái quy định của người ta là gọi là tiếng xuất gia mà. Không? Xuất gia, cái câu xuất tiếng hai chữ xuất gia. Xuất gia khỏi xã hội, xuất gia khỏi gia đình. Là không còn cái tình ái. Chứ còn nam nữ mà ăn ở nhau vậy là vợ chồng dục mà như bằng dâm dục. Rồi với tà dâm sao? Cái tà dâm này phải rõ tà dâm như thế nào. Vợ chồng ăn ở nhau gọi là tà dâm hả? Không phải, sai luôn. Mấy ông hiểu đạo, mấy bà hiểu đạo, mấy ông mấy bà phải suy gẫm lại. Nếu nói vậy mấy bà bỏ vợ bỏ chồng đi vô tu đi. Tu làm người chưa có xong làm sao biết được cái chuyện này.
chỉ có phần vô vi người ta mới biết thôi. Phần vô vi này bây giờ đa số phần tà rất nhiều, xưng á, xưng ông xưng bà xưng này xưng nọ đó là tà đạo, nói thẳng luôn. Tôi ta đâu có xưng, người ta biết người ta là ai mà người ta không có được nói, lúc nào người ta nói hoặc là lúc nào người ta không được quyền nói. Đúng không? Nó bây giờ ai ngon đi ra giúp đời đi. Một, trị bệnh, thấy nghèo khổ, móc túi ra cho. À, cái người này mới ngon. Bây giờ nói luôn rằng hôm cái chuyện vừa qua nay rùm rà trơn, tại sao có người đi lại. Họ nghe rồi mà họ cũng vẫn là thấy họ cứu à. Họ cũng bỏ tiền ra làm này kia, vậy là sao vậy? Thấy không? Rõ ràng như vậy. Bây giờ đó tôi nói với người thu, ai là Bồ Tát biết liền. Đó, bây giờ người ta vẫn bình thường, người ta đâu có suy nghĩ chuyện gì, người ta đâu có thèm nghe. Thấy không? Bồ Tát là ai? Bây giờ biết liền được bao nhiêu người thôi. Bây giờ 1.000 người có thể, 100 người có thể được... 20-30 rồi, 70-80, nó đi tầm 700 rồi. Đó, tôi nói vậy thôi. Còn cái chuyện ngoài đời đó, tùy theo cái trình độ của mỗi người, cứ phơi bình nói sao nói. Còn thầy bà nào cứ nói sao nói. Thầy thì nhiều thầy lắm, ai cũng làm cha không à, thầy không à. Quý vị nên coi lại quý vị làm chuyện làm của quý vị đi. Không không có ai mà Ngọc Hoàng không có xuống đây đâu, Phật Địa Mẫu không có xuống đây đâu, đúng không? Vô cái thể xác dơ dáy này nó dơ dáy rồi đâu có vô, không có vô đâu. Thì còn cái này là cái chân điển phóng xuống chứ cũng chưa có vô, không có vô cái thân dơ dáy này. Nói chung vậy, đừng có ghét vào căng căng rồi làm này làm nọ làm tiền tùm lum căng bộ dễ lắm sao.